ông đo nhà trong đi, cái nhà trong người ta là cao đó, ông đo nhà trong cái bọng lên nhà trong đưa ra chứ không nữa, cái bọng đó mình cắt bọng rồi lấy cái máy cắt bọng luôn, làm mình lập cái trong đó đó. Làm cao luôn anh ơi, cam đó làm ba thước đó, cái này nó có hai thước, hai thước mấy à, tôi đang đẩy lên cái nó cao lên rồi đẩy được. Ở bể nhìn ông kêu mà làm thấp không có được, phải làm cao mà thón ra vô. Rồi vậy đi làm cao. Bên bằng cái bên của cân đó. Không phải cao hơn. Cao hơn. Không bằng cái cũng chưa chắc cao hơn, tôi còn lăn lên nữa mà. Bởi vì ông nâng lên nhiêu? Không bây giờ ông nâng nhiêu đằng này tôi biết nâng luôn. Kìa, không của tôi là tôi đẩy lên bên kia ra rồi đúng chuẩn rồi đó, cái cây bên kia đó, còn hai cái bên đây chưa đẩy nè. Đó bỏ cái bánh ơi. Cho nó đừng có tạ. Để nó chơi tạ chớ làm cơm lên cho nguyên ấy nó chớ. Nâng cho nó cao lên để nó thấp quá thôi nó tối hù. Đổi cái dàn cây ở trước nè. Thay cái dàn cây cho nó cao lên. Không như vậy để y cũ nhưng mà trước mình cho nó phơi chút xíu đi. Không để y cũ. Nó bằng luôn lại thiết bị kịch nó thiết kêu hết nguyên một chút. 3 mét đâu lên các bạn. Từ 3 mét đó, rồi ông định đo bảnh bao nhiêu? Đâu bảnh nhiêu thì đâu bảnh bao nhiêu. 27 bên gò, bên đây mình 3 thước. Rồi lấy hộp của mình 3 thước đi cho nó sáng đi, 3 thước trời ơi, bởi cái cột mình 3 thước không lẽ mình cắt lên nó uống rồi. Điện này là điện còn đó, nút ở trong kia kìa. Chui, cũng đèn luôn, nút điện luôn.